Quay 125 mã là CI749, dắt trắng nha anh em, bốn chân lửa bình. Đây cục IC quay 125, hàng zin tháo xe của Honda Thái Lan nha. Bao zin bao sóc bao xài cho anh em. Zin đẹp chuẩn không lỗi lầm nha. Cục này mình bán cho anh em với giá là 550. Anh em về gắn vô dòng xe là chương trình eo quay 55, rim 55, nói chung là hoặc là rim quay cũng được, nhưng mà mình phải đổi chân sang IC lửa bình nha anh em. Này là IC lửa bình. Đó. Cục này thì của IC quay 125 thì anh em vô những cái dòng xe như fuel nail này kia, rim 55 chạy nó rất là nhẹ xe, không hãm tua máy nha anh em. Đó, IC của quay này là anh em vô xe là chạy rất là nhẹ nha. Đó. Cục này mình bán cho anh em giá là 550 nha. Anh em cần thì alo mình 0933996332. IC quay này 125. Zin tháo xe. CI749. Mã hàng của Citizen sản xuất cho Honda nha. Ok anh em. Anh em cần alo mình.